Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Chân thành cảm ơn Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh đã sang Việt Nam dự lễ viếng đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam kiên trì chính sách một Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong các giai đoạn đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, lý luận, thực tiễn giữa hai đảng, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác giữa các bộ ngành trọng yếu như công an, quốc phòng, ngoại giao, đẩy mạnh hợp tác hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, khuyến khích các cấp, các ngành, các địa phương thúc đẩy hợp tác. Hai bên cần tăng cường phối hợp đa phương trên những vấn đề có lợi ích chung, mở rộng hơn nữa giao lưu nhân dân. Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư, khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, luôn ủng hộ Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước mình, duy trì tự chủ chiến lược, có vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và quốc tế. Hai bên trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.